xin chào mọi người nha. Video hôm nay nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép hình ảnh hoặc là cái poster hoặc là cái phản hồi của khách hàng cho riêng mình nha. Đây giống như cái hình ảnh như thế này. Đây là cái phản hồi của khách hàng hay là cái gì đó mà mình muốn cắt ghép như thế này thành một cái poster cho riêng mình. Thì video này nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái hình này trước nha. Để có một cái hình ảnh lọc nền như thế này thì phải làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ thoát ra cái bạn vào phần Google để chúng ta lọc nền cái hình ảnh mà chúng ta muốn gắn lên cái poster của mình. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần Google để lọc hình ảnh nha. Chúng ta sẽ bấm remove. Đây nó có sẵn rồi đó các bạn thấy không? Bấm cái phần này remove busy thì đây là cái phần mềm mà giúp chúng ta lọc hình ảnh á. Bấm vào cái phần màu xanh này, chọn một cái hình nào đó mà mình muốn lọc nền ra ha. Ví dụ nó chọn hình này đi. Đó thì sau khi nó load in ra thì nó sẽ cho mình một cái hình mà không có cái nền phía sau. Thế là hình ảnh không có nền phía sau. Sau đó là mình sẽ bấm down về. Là mình vào trong cái phần bộ sưu tập của mình coi là coi có hình ảnh đó chưa nha. Đây là nó đã tải về rồi, chúng ta sẽ vào phần tất cả đây. Sẽ thấy được cái hình của mình đã lọc nền rồi. Đó. Kế tiếp là chúng ta sẽ vào phần BitCat. Đây, cái app BitCat này đây. Bấm vào dấu cộng phần ở dưới bên đây nè. Sau đó chúng ta sẽ kéo lên. Chọn một cái nền màu bất kỳ mà các bạn thích, màu xanh, màu vàng, màu đỏ nào đó. Rồi bây giờ nó đã có cái hình màu xanh rồi, kế tiếp chúng ta sẽ chọn hình ảnh. Bấm vào phần thêm ảnh. Thêm một cái ảnh nào đó mà chúng ta thích làm phản hồi và chúng ta sẽ chọn cái ảnh của chúng ta nha. Để đây. Kế tiếp là sẽ chọn cái phần thêm ảnh nữa. Bấm vào dấu cộng. Thêm ảnh. Thêm cái phản hồi nào đó mà khách hàng khen sản phẩm hoặc là một cái hình nào đó mà các bạn muốn khoe với mọi người nha. Ví dụ nó chọn cái hình ảnh này. Nó chọn 3 ảnh. Đây là một cái bộ hội thoại mà khách hàng gửi cho nó về cái cảm nhận của sản phẩm từ khi mà khách hàng mới bắt đầu sử dụng cho đến khi mà khách hàng đã sử dụng hiệu quả. Thì cái hình này nó rất là dài và nó nhìn nó rất là rối thì chúng ta có thể cắt đi. Bấm vào cái hình đầu tiên chúng ta chọn cắt. Cắt gọn cho cái khung hình này nó lại gọn lại. Đây là cái đoạn hội thoại đầu tiên mà khi mà khách hàng mới mua sản phẩm. Tiếp là cái hình này là khách hàng đã chuyển mua sản phẩm rồi. Rồi cái hình thứ ba là cái hình phản hồi của khách hàng khi mà bé đã sử dụng sản phẩm hiệu quả. Có thể cắt lại và giấu đi thông tin khách hàng ha. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ chọn viền cho cái hình ảnh. Bấm vào một cái hình ảnh nào đó mà chúng ta muốn chọn viền, kéo cái thanh dưới này qua. Chọn cái phần viền, cái phần mà viền ngoài á các bạn tắt đi, chọn viền trong thôi. Và chọn màu tùy thích mà chúng ta muốn chọn màu nào cũng được. Đó, viền còn viền to hay viền nhỏ là tùy theo chúng ta chọn. Nó thì nó thường chọn cỡ 6 7 là được rồi. Đó, kế tiếp là hình này, cũng chọn phần viền ngoài ha, chọn cái phần viền trong và chọn cái màu cho nó trùng với lại cái ảnh đầu tiên luôn và chọn cái viền 6, khoảng 6 là được. Đó. Thấy chưa? Rồi tới cái hình thứ ba cũng viền tương tự như vậy luôn. Đó là đã ra ba ảnh rồi, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp như thế nào đó thì tùy theo các bạn. Cái hình này nó to quá, chúng ta có thể bấm nhỏ lại, lấy hai cái bàn tay kéo lại cho nó nhỏ lại ha. Để đây, để hình của mình ở đây là để đánh dấu được đây là cái phản hồi của mình, khách hàng mới tin tưởng sử dụng ha. Đó, hình thứ hai thì chúng ta để đây. Rồi chúng ta có thể thêm chữ vô cho khách hàng thấy rõ ràng là cái phản hồi này hoặc là cái hình ảnh này đang nói gì, thì mình ghi là quá trình dụng zero hiệu quả sao một. Rồi cái phần chữ này chúng ta cũng có thể chọn màu tùy thích hoặc là chọn cái phông nền chữ luôn. Đây là màu sắc, chúng ta sẽ chọn màu đỏ cho nó nổi nha. Rồi kế tiếp là chúng ta chọn phông chữ. Trong đây phông chữ rất nhiều, các bạn chú ý những cái phông chữ nào mà có cái vương miện á là phải tốn phí, nên là chúng ta chỉ chọn những cái hình ảnh mà không có vương miện nha. Còn nó có một cái bí quyết là để cho các bạn sử dụng những cái phông chữ mà có cái vương miện này luôn mà không tốn phí. Thì nó sẽ chọn thử cho các bạn coi luôn ha. Bây giờ mình chọn cái phông chữ mà có cái hình vương miện luôn. Thế là xong rồi đó. Rồi các bạn muốn thiết kế gì nữa thì chúng ta có thể thêm nhãn dán nè. Thêm phần nhãn dán hoặc là chúng ta có thể thêm chớp ánh sáng cho cái hình của chúng ta nó lóe hơn, nó đẹp hơn. Đó, để đây. Tùy theo chúng ta thiết kế như thế nào đó, trong đây nó có rất là nhiều. Đó, sáng nhiều hay sáng ít là tùy theo các bạn chọn luôn. Rồi bây giờ mình bấm luôn cái dấu tích ở bên trên đây thì nó sẽ lưu không được và họ bắt mình phải trả phí. Thì khi đó các bạn sẽ mở cái ánh sáng điện thoại cao lên, sau đó mình sẽ chụp màn hình điện thoại lại. Nhớ chú ý nha, khi mà chúng ta bấm vào nó sẽ có những cái dấu ở trên cái hình này nè, thì chúng ta bấm ra cái hình nền màu đen cho nó không có cái hình, không có cái gì dính trên cái hình hết. Thì đó chúng ta sẽ chụp màn hình lại. Chụp màn hình rồi chúng ta muốn đăng lên Facebook thì chúng ta chỉ cần cắt gọn hai cái phần màu đen ở trên thôi là xong rồi. Đó, video mà hướng dẫn cắt ghép hình ảnh poster cho riêng mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha.